Bình thường có hút hay rượu bia gì không anh? Có hút không? Em rượu bia không có nhưng mà em chỉ hút phép thôi. À, nhiều bạn em thấy hút xong cũng bị như này nè. Cái kỷ niệm nó quá nhiều và cũng bất thường luôn á. Lát nữa cho anh coi clip một cười nhiều. Chị có đăng chút, chị có đăng lên không? Đó. Chị đăng em có theo dõi mà. À, nghe coi nè. Này là bà chị họ mới giới thiệu cho em qua. Bà bên Thủ Đức ạ.
8 phút tắt nhạc anh. Hôm qua nặng cho bạn kia.